Khúc Thừa Mỹ, ông sinh năm 917, mất năm 930, là người làng Cúc Bồ, đất Hồng Châu, nay là xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, con của Khúc Hạo. Ông là vị tiết độ sứ thứ 3 trong thời kỳ tự chủ của họ Khúc trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ thứ 10. Sự nghiệp làm khuyến hiếu sứ, là người được chọn kế tục Khúc Hạo khi Khúc Thừa Mỹ chưa lên ngôi, nguy cơ xâm lăng từ phương Bắc bắt đầu hình thành. Tháng 9 năm 917, tiết độ sứ Quảng Châu là Lưu Nhiễm, người được nối chức anh là Lưu Ấn, kiêm chức Tĩnh Hải quân tiết độ An Nam Đô Hộ. Từ năm 911 đã tỏ rõ tham vọng chiếm lĩnh Tĩnh Hải quân, tên lãnh thổ Việt Nam lúc đó, khi xưng làm hoàng đế nước Đại Việt tại Quảng Châu, dứt khỏi sự ràng buộc với nhà Hậu Lương, triều đại chính thống cai trị ở Trung Nguyên, Trung Quốc, thay thế nhà Đường. Nhận thấy nguy cơ này, Khúc Hạo đã sai Khúc Thừa Mỹ làm khuyến hiếu sứ sang Quảng Châu, bề ngoài là để kết mối hoài hiếu, song bề trong cốt là xem xét tình hình hư thực của địch. Cuối năm 917, khi Khúc Thừa Mỹ trở về thì Khúc Hạo mất, ông chính thức lên thay cha làm tiết độ sứ Tĩnh Hải quân. Về các sách lược của Khúc Thừa Mỹ, trước hành động ngoại giao mềm dẻo của Khúc Hạo, họ Lưu không gây hấn với Tĩnh Hải quân. Sang đầu năm 918, Lưu Nhiễm đổi tên nước là Nam Hán, một trong 10 nước thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Theo các nhà nghiên cứu, trong thời gian cầm quyền, Khúc Thừa Mỹ đã sai lầm trong cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại. Về đối nội, theo sử sách, sau khi lên thay cha, Khúc Thừa Mỹ không tiếp tục chính sách khoan thứ sức dân mà Khúc Hạo đã áp dụng. Nhân dân tại Tĩnh Hải quân phải lao dịch nặng nề, do đó sự ủng hộ với họ Khúc không còn được như trước. Về mặt đối ngoại, Khúc Thừa Mỹ chủ trương kết thân với nhà Hậu Lương ở Trung Nguyên mà gây hấn với nước Nam Hán liền kề. Năm 919, ông sai sứ sang Biên Kinh xin tiết viện của nhà Hậu Lương. Vua Hậu Lương là Mạt Đế Chu Vĩnh Trịnh, Chu Hữu Trịnh bấy giờ bận đối phó với các nước lớn ở Trung Nguyên nên ban tiết viện cho Khúc Thừa Mỹ và phong ông làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ. Được sự hậu thuẫn của Hậu Lương, Khúc Thừa Mỹ chủ quan cho rằng uy thế của nhà Hậu Lương rộng lớn ở Trung Nguyên có thể kiềm chế được Nam Hán nhỏ hơn ở Quảng Châu. Ông công khai gọi nước Nam Hán là Ngụy Đình, có nghĩa là triều đình tiếm ngôi không chính thống. Sử không chép rõ biểu hiện cụ thể của việc này ra sao, không rõ ông tuyên bố việc này với sứ giả Nam Hán sang Tĩnh Hải quân hay theo như một tài liệu nói rằng ông sai sứ sang Nam Hán tỏ thái độ bất phục và gọi vua Nam Hán Cao Tổ là Ngụy Đình. Nhà Hậu Lương hậu thuẫn cho Khúc Thừa Mỹ bị nước Tấn của Lý Tồn Úc tiêu diệt vào năm 923. Lý Tồn Úc lập ra nhà Hậu Đường, sử gọi ông là Hậu Đường Trang Tông. Năm 925, vua Đại Trường Hòa ở Trịnh Nhân Mân sai em là Trịnh Chiêu Thuần đến Nam Hán đời vua Nam Hán Cao Tổ cầu hôn. Vua Nam Hán Cao Tổ là Lưu Cung, lúc này Lưu Nham đã đổi tên thành Lưu Cung, gả một người cháu gái khác là Tăng Thành công chúa làm vợ của Trịnh Nhân Mân. Chính sách đối ngoại trước giờ của Khúc Thừa Mỹ khiến vua Nam Hán Cao Tổ tức giận và quyết định sai Lương Khắc Trinh và Lý Thủ Phu cầm quân sang đánh chiếm Tĩnh Hải quân tức Việt Nam vào năm 930. Do mất sự ủng hộ của nhân dân trong nước, nhà Hậu Lương tuy thừa nhận ông nhưng cũng đã bị diệt vong về tay nước Tấn của Lý Tồn Úc. Khúc Thừa Mỹ đơn độc và bị thua trận, ông bị quân Nam Hán bắt đưa về Phiên Ngung, Tĩnh Hải quân về tay Nam Hán, chấm dứt quyền lực của họ Khúc. Lương Khắc Trinh còn tiến công Chiêm Thành đời vua Indravan III, cướp vật quý của nước này rồi rút lui. Vua Nam Hán Cao Tổ cử Lý Tiến làm thứ sử Giao Châu. Sử Trung Quốc chép rằng Khúc Thừa Mỹ bị Nam Hán Cao Tổ tìm cách hạ nhục, hắn hỏi: "Thường ngày ngươi vẫn nói ta là Ngụy Triều, nay lại bị quân ta trói quạt tay lại như vậy, nghĩa là thế nào?" Sau, Khúc Thừa Mỹ buộc phải đầu hàng và lưu vong ở Nam Hán đến cuối đời. Dù ông không có đóng góp gì đáng kể nhưng đời sau nhớ ơn ông, công lao của ông và cha của Khúc Thừa Mỹ nên vẫn tôn ông là Khúc Hậu Chủ.
về việc Nam Hán xâm lược. Sử sách chép không thống nhất về thời gian Nam Hán xâm lược Tĩnh Hải Quân. Hai sách cổ sử Việt là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép thời gian này là tháng 7 âm năm 923, tức là 3 tháng trước khi nhà Hậu Lương mất. Về kết cục của Khúc Thừa Mỹ, kết cục của Khúc Thừa Mỹ cũng không được sử chép rõ. Sách Tân Ngũ Đại Sử phần Nam Hán Thế ghi Đại Hữu năm thứ 3, tức năm 930, Lưu Nghiễm sai tướng Lý Phủ Dung là Lương Khắc Trinh đánh Giao Chỉ bắt được Khúc Thừa Mỹ. Thừa Mỹ là con của Khúc Hạo. Lương Khắc Trinh lại đánh Chiêm Thành cướp lấy đồ quý mang về. Sách Việt Sử Tiêu Án ghi rằng khi Thừa Mỹ bị bắt, vua Hán thân gia đình Nghi Phượng nhận tù binh hỏi rằng: "Ngươi cho ta là Ngụy Triều, nay lại bị trói đưa về đây là cớ sao?" Thừa Mỹ cúi đầu chịu nhục phục, bèn được tha. Sau đó sử không nói rõ ông mất năm nào, tại đâu. Theo Thiên Nam Ngữ Lục bản diễn nôm bằng thơ lục bát về lịch sử Việt Nam thì sau này năm 937, khi giết Dương Đình Nghệ, Kiều Công Tiễn viện cớ rằng chính Đình Nghệ là người gây ra cái chết của Khúc Thừa Mỹ, chúa cũ của Tĩnh Hải Quân, do đó Công Tiễn trả thù cho chủ nên mới giết Đình Nghệ. Dù sao lý do này của Tiễn bị mọi người coi là ngụy biện nên Tiễn lập tức bị cô lập và nhanh chóng bị giết chết khi Ngô Quyền ra Bắc. Thông tin từ Thiên Nam Ngũ Lục có thể suy đoán về cái chết của Khúc Thừa Mỹ là do sự khởi binh đánh quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ năm 931, khiến vua Nam Hán mang ông ra sát hại khi ông đang bị quản thúc ở Quảng Châu. Tuy nhiên, Thiên Nam Ngữ Lục cũng chỉ là bản diễn ca, không được coi là chính sử.